xin chào cả nhà. Hôm nay cả nhà Bảy đi vườn nho các bạn ơi. Không phải đi vườn nho mà là đi mua nho. Đây nè. Đây là vườn nho. Bữa nay mới bắt đầu bán đó bạn. Các bạn ở đây thường thường mỗi năm là Bảy mua ở đây nè. Nho nè các bạn ơi. Bữa nay Bảy lại đây Bảy mua nho à. Một cái trái nó quá chừng lớn luôn. Bạn thấy cái trái nó hết hồn không? Cái này nè. Mới bán bữa nay các bạn ơi. Quá chứ. Ba ma khá gô quá đồ đấy. À xem đây nè. Cái này là đó dâu nho đó các bạn. Ở đây nhiều dãy lắm. Ở trong đó nữa. Mỗi năm là phải đi là bên đường nè. Bên đường bên đó nhiều lắm. Bên đó người ta cho vô giường là bên kia đó. Bên kia đường đó. Quá trùng luôn. Thấy mê không? Nhìn nè. Nhìn cái trái đó nè. Một chùm về đây là nó cả ký mấy luôn đó. Bạn thấy chùm thấy mê không? Nhưng mà nho này á, trái nhỏ này nó hạt nhiều dữ lắm. Bảy xin chào cả nhà. Chàng ơi các bạn ơi, bữa nay Bảy giới thiệu cho các bạn là nho nè. Các bạn thấy một trái nho này hết hồn luôn. Chàng ơi nhìn cái trái nó lớn nè. Dễ sợ không? Một chùm gì đây là 800 gram đó các bạn. Bây giờ Bảy vừa mới đi mua ở vườn về, chưa có bỏ trong tủ lạnh kịp. Bây giờ Bảy bỏ vô trong cái tô này nè. Bảy bỏ trong cái tô này để cho nó lạnh đó các bạn. Lạnh đang ăn. Sắc kỳ ba ba đô đê với tà bê tà. Đô đê. Mama. Bây giờ Bảy bỏ nguyên một chùm này vô cho lạnh để ăn các bạn ơi. Mới đi vườn về, ở vườn bán rẻ hơn ở siêu thị. Ở vườn bán một ký này có 3.600. Mua yêu của bao nhiêu? Ít, 360 chứ. Đỡ nhiều quá nó chèn. Để thử một trái này bị dập. Dạ nó mừng tao phải tỉ cô. Để thử một trái nha các bạn coi nha. Trời ơi, bỏ vô cái miệng Bảy nè. Bằng cái miệng Bảy luôn, cái miệng Bảy bự gì đây mà trái nho bự hơn miệng Bảy. Trời ơi, chắc có cà rè được chứ. À mai ba bà. Ngọt hơn cái chỗ hôm bữa nó Bảy ra đi nữa các bạn ơi. Cái chỗ này là mua của Bảy. Mỗi hàng năm Bảy mua chỗ này nè. Đó, giờ mới cho anh vô nước bạn ơi. Ba ba có đây chị mê tay vậy. Trời ơi, cái trái nó lớn dễ sợ luôn. Nè hả cái miệng ra nè. Dạ, nó ăn cái này mà. Bảy phải bỏ vô trong đây cho nó lạnh ăn các bạn ơi, lạnh ăn mới ngon. Dạ, cái đó chị kia nè. Con nó chị mê tay bro. Ba con mỏi. Ta phải bro, kia rồi tốt. Ippu motta ra kia rè, chị mê tắc nó đi. Cái này ăn cái gì đấy nhỉ? Cái đó, ここ ni. Mẹ tôi cũng có đi đi. Nó chảy nước ra ngoài, đừng có để. Hola, cona đi. Trời ơi. Cái đó ta bẻ rất là oishi đấy. Chị ăn sẽ ta bẻ này. Ngon quá các bạn ơi.
Nho này là thơm thơm mùi gỗ giang nè. Cái tô để lạnh này là cho ông chủ. Ông chủ ngồi bên kia ông không dám vô. Hay. Tani nashi nan da kedo tani. Ông chủ tối ngày cũng sống mình với hai ông bội này mà các bạn ơi. Thấy nhồi quá. Thấy nhồi đúng dân dịch luôn. Đó. Trời ơi. Cái này là khâm hạt nha các bạn. Cho nên năm nay anh phải ăn lắm. Đổ. Sáng lại mới vừa chạy lại chỗ cái giường đó các bạn ơi, quá chừng đông luôn, đông người ta luôn. Tại vì mới mở bán bữa nay. Chàng ơi nhìn thấy cái trái nho hết hồn không? Bự hơn cái chai nước tương luôn. Bự hơn cái nắp nước tương luôn. Ừ. Nói nè quá. Ông chủ ổng không có lạnh lắm, không có ăn các bạn ơi. Để gần cho các bạn coi nè. Trái nó bự hết hồn luôn không? Nè. Ở trong cái cây của nó cũng lớn. Chàng ơi, bắt đầu tới giờ rồi đó, cho đi vợ giờ rồi đó. Làm gì nữa? Bỏ cái vỏ đây nè. Trời ơi, ăn cái kiểu con mọi trong rừng đó các bạn. Trời ơi. Suguru no ka attakai no. Papa. Wa unko ga netta. Ngon không? Cho cảm nhận coi. Ngon không? Oishi desu ka? Oishi? Oishi kure, mazu. Dở thì sao ăn chứ vậy? Dở đừng ăn. Mazu. Mazu thì chỉ phải tabe teru. Ờ. Hả? Dở mà sao ăn? Chàng ơi chê dở mà ăn, ăn cỡ đó. Còn nó ngon mới ăn. Sô 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 sô. Ừ, đây chị mì tay. Chị mì tay ăn gây găng, lạnh quá ăn gây găng các bạn. Mà ここに取って袋をこうやって置きます。この手紙をあと5個ください。で、こうやって冷やして、タン。で、こう100秒待ってください。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。Đây nha. 100、100、100。Mở ra cho các bạn coi cái cây ở trong. Cái cây ở trong nó lớn dễ sợ luôn. Cái cây này là còn nhỏ đó. Cái cùi của nó nè. Cái cùi của nó lớn dễ sợ không? Cho nên nó mới chịu được. Tại vì cái trái nó lớn quá. Ở Nhật này chỉ làm hai cái bảy thức thứ hai cái loại trái cây thôi. Một á là nho, hai á là dâu các bạn. Kèm với dâu ăn ngon lắm. Dâu ăn ngọt như đường. Ăn nó thơm. Nó cái mùi nó thơm lắm các bạn ơi.
thơm cái mùi gũ giang. Ai mà thích uống gũ á, ăn cái loại nho này. Trời ơi, cái gì vậy Tiên? Đợi, cái đấy. Cái gì vậy? Cái loại này là cái loại khác nha các bạn. Cái trái nó nhỏ hơn nhưng mà ngọt lắm. Nãy ông chủ cũng ăn rồi, ngọt lắm nhưng bảy chưa ăn. Để bảy bỏ trong đây xong rồi bảy ăn thử. Trời ơi, có con vịt nãy nhoi quá các bạn ơi. Có ảnh ngồi kế bên thì vui. Có ảnh ngồi kế bên thì vui. Nhưng mà ảnh nhoi quá. Bớt nhoi để cũng đỡ. Trời ơi, bớt nhoi để cho chị nhờ đi em ơi. Em nhoi quá à. Nè, bảy ăn lạnh là bảy bị ê găng. Thôi thôi. Đó, đem qua cho ông chủ. Ông chủ không dám vô. Trời, anh ấy đi làm bài tập đó các bạn. Trời ơi. Thấy sao của mình với ảnh không các bạn ơi. Cái đồ nhoi là không ai nhoi bằng ảnh đó. Các bạn nhìn thấy nó nhỏ vậy chứ là con nó nặng lắm đó. 800 gram đó. 1, 2, 3, 4 chùm. 4 chùm lớn với 1 chùm nhỏ mà 3 ký. Mùa này á, ăn không ăn cơm các bạn ơi. もうもういいもういい。そんないっぺんに食べると。もったいない。 Nồi đó các bạn ăn một chùm này là nhiều dữ lắm rồi, bằng chùm này chùm nhỏ. Nãy về đây vô chùm lớn. Bảy sẽ kết thúc cái video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của Bảy nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở cái video sau.